Trực tiếp U23 Việt Nam 0-0 U23 Malaysia, tấm vé chung kết cận kề. Trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết U23 Đông Nam Á sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra vào hồi 16 giờ ngày 24 tháng 8. F5 để cập nhật tình huống trận đấu. Hai trận đã qua, mặc dù giành chiến thắng nhưng U23 Việt Nam thiếu sự gắn kết, di chuyển thiếu đồng bộ và rất ít sự sáng tạo. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không tạo ra áp lực đủ lớn cũng như nhiều cơ hội thực sự ngon ăn. Không chỉ bối rối khi tấn công, U23 Việt Nam còn lúng túng trong phòng ngự. Họ không bị trả giá bởi Lào hay Philippines dứt điểm quá tệ. Với những gì đã thể hiện, vấn đề của U23 Việt Nam nằm ở tâm lý hơn là chuyên môn. Áp lực nào đó khiến Quân Văn Chuẩn đánh mất sự chắc chắn, còn Văn Trường hay Khốt Văn Khang thường bị cuốn vào các cuộc tranh cãi với cầu thủ đối phương, thay vì tập trung cải thiện màn trình diễn của toàn đội. Đây chính là lý do sáng ngày 23 tháng 8, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chấn chỉnh học trò về tinh thần, thái độ cũng như sự tập trung trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Ông nhấn mạnh những gì thể hiện sẽ quyết định sự nghiệp của mỗi cầu thủ. Họ cần có ý thức giữ gìn hình ảnh bản thân, đội tuyển, trân trọng nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội khi được ra sân. Đây là con đường duy nhất để tiến lên khoác áo đội tuyển quốc gia và ai tận dụng được, người đó sẽ có tương lai, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói. Hy vọng các học trò sẽ đáp ứng mong đợi của người thầy, tạo nên một trận đấu hay ở Real Brevis Stadium hôm nay. Một khi họ trở lại là chính mình, vượt qua Malaysia không phải nhiệm vụ khó khăn. Trực tiếp U23 Việt Nam và U23 Malaysia bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Cập nhật trực tiếp U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra lúc 16 giờ chiều ngày 24 tháng 8. Tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023, trong 11 lần đối đầu gần nhất với U23 Malaysia, đội tuyển U23 Việt Nam thắng 7 trận, hòa 1 và thua 3. Tại vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2023, cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều giành được 2 trận thắng. Đối đầu ở bán kết, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn bởi nhiều cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường quốc tế. Gần nhất là vòng chung kết giải U20 châu Á 2023. Thông tin lực lượng, cả hai đội đều đầy đủ lực lượng. U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều có trong đội hình 7 cầu thủ từng góp mặt ở SEA Games 2023. Một số gương mặt đáng chú ý của U23 Việt Nam là Văn Khang, Duy Cương, Văn Chuẩn từng hiện hữu ở SEA Games 2023. Trong khi U23 Malaysia có thủ môn Azim Anamin, hậu vệ Ruben Thiren, tiền đạo Eamon Afizon. U23 Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng C sau 2 trận toàn thắng, trong khi U23 Malaysia là đội nhất bảng B. Sau U23 Việt Nam ca ngợi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, tiền vệ quốc Giang Khang tỏ ra quyết tâm trước trận bán kết và dành lời có cánh cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chiều ngày 23 tháng 8, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập duy nhất chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Malaysia. Các tuyển thủ tích cực rèn chiến thuật trên sân IRBC Technology College. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho các học trò tập nhẹ, chơi vận động với tinh thần thoải mái, vui vẻ sau khi vào bán kết. Sau đó, toàn đội U23 Việt Nam được chia thành hai nhóm để rèn thêm khả năng chuyền bóng và tập dứt điểm. Theo đánh giá của ban huấn luyện, các cầu thủ trẻ thể hiện khá tốt kỹ năng này. Đặc biệt, các cầu thủ 23 Việt Nam còn tập sút penalty. Sáng cùng ngày, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò tập trung phân tích băng hình về đối thủ U23 Malaysia. Trước buổi tập, tiền vệ quốc Giang Khang được phân công trả lời câu hỏi của các phóng viên. Ngôi sao này chia sẻ, trận đấu tới là một trận đáng xem, đó là cơ hội để các cầu thủ thể hiện khả năng của mình. Việt Nam đã đối đầu với Malaysia nhiều lần, toàn đội sẽ có cuộc họp để tìm hiểu đối thủ về những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó cố gắng thắng trận. Đánh giá về U23 Malaysia, quốc Giang Khang cho biết, đã vào đến bán kết thì đội nào cũng mạnh, Malaysia cũng vậy. Dù thế, U23 Việt Nam sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Khi được hỏi về trường hợp của Văn Trường sau trận, Văn Khang cho biết, trận đấu nào cũng sẽ có những căng thẳng xảy ra, tuy nhiên tôi nghĩ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời. Không có gì quá căng thẳng, toàn đội đã có cuộc họp nhưng tôi xin phép không tiết lộ. Nhìn chung, tinh thần toàn đội đang rất tốt, tất cả đều chờ đến ngày mai để thi đấu. Thầy Tuấn là người tạo rất nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ. Thông qua trận đấu vừa rồi mọi người có thể thấy, thầy cho nhiều cầu thủ 18 tuổi vào sân. Theo tôi, không phải ai cũng dám làm điều đó. Giang Khang nói về huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, sau khi được thầy góp ý, toàn đội vẫn cần tiếp tục làm việc để chứng minh bản thân mình. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên U23 Malaysia khéo léo từ chối khi nhận được câu hỏi rằng cầu thủ nào phía U23 Việt Nam là đáng dè chừng nhất. Đồng thời, ông Ella Farazan còn nhận định rằng điểm mạnh của U23 Việt Nam chính là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trận bán kết giữa U23 Việt Nam, U23 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 8. Việt Nam chính là đương kim vô địch của giải đấu. Người hùng U23 Việt Nam thần trọng trước Malaysia. Sau trận đấu với U23 Philippines, tiền vệ Hữu Tuấn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Chia sẻ sau trận đấu, Hữu Tuấn hướng tới mục tiêu là trận bán kết với U23 Malaysia. Em cùng toàn đội rất vui khi vào bán kết.
toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới. Về đối thủ U23 Malaysia, đội bóng này rất mạnh và U23 Việt Nam cần nỗ lực hơn 100% để tiến vào chung kết. Với ngôi vị nhất bảng C, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận bán kết, một là đội đầu bảng B Malaysia, ứng cử viên đăng ký cho ngôi vô địch của giải đấu. Đối thủ của đoàn quân áo đỏ, người Mã cũng có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 chiến thắng liên tiếp trước U23 Indonesia và U23 Timor-Leste. Ở trận đấu cuối bảng B, U23 Malaysia hạ đẹp U23 Timor-Leste với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Alip Esmarizo, cú đức và Alip Vishan, đồng thời cũng vượt qua các đại kình địch U23 Indonesia để có vé vào bán kết một cách thuyết phục. Việc phải đối đầu Malaysia được xem là thách thức không nhỏ với thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn trên hành trình bảo vệ ngôi vương, một đối thủ giàu thể lực và sẵn sàng chơi trắng khi cần thiết. U23 Việt Nam trong mắt chuyên gia trước bán kết với U23 Malaysia. Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng điều quan trọng nhất khi U23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á 2023 là các cầu thủ trẻ có cơ hội trưởng thành hơn, chứ không phải là thành tích. U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng, nhưng những chiến thắng trước U23 Lào 4-1, U23 Philippines 1-0 chưa thực sự thuyết phục, thậm chí còn để lại một vài hình ảnh không đẹp. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, các cầu thủ trẻ có tâm lý thiếu ổn định và đang trong quá trình hoàn thiện mình. Điều quan trọng là huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện phải có sự điều chỉnh phù hợp về cả chuyên môn lẫn tâm lý để học trò tiến bộ. Chúng ta phải chia sẻ và thông cảm với U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2023. Đội bóng giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ nên không thể đòi hỏi cao được. Một đội bóng có sự kết hợp giữa cầu thủ kinh nghiệm và những cầu thủ lần đầu tiên thi đấu ở đấu trường lớn sẽ có sự bỡ ngỡ. Nhưng U23 Việt Nam thể hiện được sự nỗ lực, nhiệt tình. Đó là điểm đáng khen. Về chiến thuật, cá nhân tôi đánh giá U23 Việt Nam làm tương đối tốt, chỉ có điều các cầu thủ thiếu kinh nghiệm nên khả năng xử lý vẫn còn gặp vấn đề. Chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ, ở hai trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giữ đúng lời hứa khi mạnh dạn tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ và tin tưởng học trò của mình. Những cầu thủ mới 17 tuổi như Lê Đình Long Vũ cũng được ra sân trong trận gặp U23 Philippines. Một số nhân tố mới bộc lộ tại giải này cũng rất đáng ghi nhận, trong đó có Đăng Dương hay Long Vũ. Tôi xin nhấn mạnh lại rằng chúng ta không nên đòi hỏi điều gì ghê gớm cả bởi các cầu thủ còn trẻ đang được trao cơ hội cọ sát để trưởng thành, chuyên gia Phan Anh Tú nói. Đánh giá về trận gặp Malaysia, chuyên gia Phan Anh Tú cho biết khi vào bán kết các đội bóng đều mạnh như nhau. Trình độ ở Đông Nam Á không có sự chênh lệch. Hơn nữa, các đội tham dự giải lần này với cùng ý đều là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ có những thử nghiệm đội hình, nhân sự nhằm phát hiện nhân tố mới. Tính hấp dẫn và căng thẳng ở trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia là có, nhưng không thể nói đội nào mạnh hơn. Trận bán kết U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 8. Trận bán kết còn lại giữa Thái Lan vs Indonesia diễn ra vào lúc 20 giờ. Bình luận viên Quang Huy, U23 Việt Nam gặp khó trước Malaysia, Thái Lan sẽ thắng dễ Indonesia. Bình luận viên Quang Huy cho rằng lứa cầu thủ của U23 Việt Nam và U23 Malaysia tại giải U23 Đông Nam Á khá cân bằng lại hiểu nhau. Vì thế đôi bên sẽ khó khăn khi đối đầu. Hôm nay, 24 tháng 8, hai trận bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra. Lúc 16 giờ là trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia. Còn lúc 20 giờ là trận U23 Thái Lan vs U23 Indonesia. Ở giải đấu năm nay, U23 Malaysia ban đầu không được chú ý nhiều. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Elavarasan đã tạo ra không ít bất ngờ. Đầu tiên, họ thắng Indonesia 2-1, rồi sau đó thắng Đông Timor 3-1 để đứng vững ngôi đầu bảng B. Kết quả này đưa U23 Malaysia gặp U23 Việt Nam, đội đầu bảng C. Khi được hỏi, trước một đối thủ mạnh như U23 Malaysia, hôm nay liệu U23 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu thế nào? Bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm. Xem những trận vừa rồi thì ta thấy U23 Việt Nam cơ bản chơi theo cách của huấn luyện viên Chelsea ở thôi, đá không e dè gì hết, thế trận luôn sẵn sàng mở. Đá để thể hiện và cạnh tranh sòng phẳng cùng đối phương thôi. Giờ khi ta gặp U23 Malaysia ở bán kết, mấu chốt là các cá nhân ở hàng thủ không được phép mắc sai sót. Còn phía trên thì ta chơi mở, không e ngại gì hết. Tuy nhận định U23 Việt Nam sẽ chơi mở, không cần e ngại đối thủ, nhưng bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng trận đấu U23 Malaysia sẽ khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho cả hai bên. Khả năng hai đội sẽ hòa trong 90 phút, thậm chí hiệp phụ sau đó đá luân lưu. Ở 23 Việt Nam và U23 Malaysia này không lạ gì nhau đâu. Ở SEA Games 32 vừa rồi, chúng ta cũng gặp U23 Malaysia ở vòng bảng và thắng 2-1, nhưng là nhiều đối thủ mất người. Nhiều cầu thủ ở hai đội đã đấu nhau từ giải U19 Đông Nam Á 2022 rồi. Tại giải đó thì chúng ta đã thua U19 Malaysia từ 0-3. Tất nhiên từ đó tới nay, các cầu thủ U19 của chúng ta đã trưởng thành lên. Nói chung hai đội rất cân bằng và hiểu nhau. Nói sâu thêm về điểm mạnh của U23 Malaysia, bình luận viên Quang Huy chỉ ra một điểm trọng yếu.
anh cũng chỉ ra cách U23 Việt Nam nên làm để ghi bàn vào lưới đối thủ. Malaysia có tiền vệ đá tốt, có thể kết hợp các pha chuyền dài với đánh vũ vào trung lộ. Nên ở trận này, khu vực tuyến giữa sẽ tranh chấp rất nóng bỏng đấy. Về phía chúng ta, ta có thể tận dụng các pha chuyển đổi nhanh, cố gắng phát huy. Ở trận gặp Lào và Philippines, chúng ta đều có những pha chuyển đổi nhanh khá hiệu quả. Nên ta có thể áp dụng điều đó hỏng tạo bất ngờ cho đối thủ. Ở cặp đấu lúc 20 giờ, bình luận viên Quang Huy lại cho rằng U23 Thái Lan sẽ không quá vất vả trong việc tìm vé tới trận chung kết. Tôi nghĩ Thái Lan thắng thôi, Indonesia và bằng vé vớt cho đội nhì bảng xuất sắc nhất mà. Thái Lan có thể thắng cách biệt hai bàn bằng một thế trận áp đảo. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khả năng U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan trong trận chung kết. Cặp đấu này cũng chính là cặp đấu của trận chung kết giải U23 Đông Nam Á năm 2022. Khi đó, U23 Việt Nam đã thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Trần Bảo Toàn. Huấn luyện viên Việt Nam và Malaysia tuyên bố tự tin trước trận bán kết U23 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá thoải mái và tự tin trước trận bán kết U23 Đông Nam Á 2023. Lúc 16 giờ chiều nay, ngày 24 tháng 8, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp U23 Malaysia tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, trước tiên, chúng tôi chúc mừng các đội vào bán kết. Theo tôi, trận đấu tới sẽ rất hấp dẫn. Hy vọng cả hai đội có màn trình diễn tuyệt vời. Với tôi, nếu Malaysia thắng thì cũng tốt, mà chúng tôi thắng thì còn tốt hơn. Nhưng cả hai đội vào sân thi đấu và cùng nhau tiến bộ. Chúng tôi muốn bóng đá Đông Nam Á tiến bộ, thu hẹp khoảng cách về trình độ so với châu Á. Trong khi đó, huấn luyện viên Elavarasan của U23 Malaysia cho biết ông và các học trò của mình đã sẵn sàng cho trận bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ. Việt Nam là đội bóng tốt. Tôi hy vọng cả hai đội sẽ có một trận đấu tốt và cùng nhau tận hưởng bóng đá. Điểm mạnh của U23 Việt Nam ư? Tôi nghĩ rằng đó chính ông Hoàng Anh Tuấn đang ngồi cạnh tôi đây. Khi được hỏi về tình huống va chạm trên sân giữa Văn Trường và cầu thủ đội bạn ở trận đấu gặp U23 Philippines vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, trận đấu ngày mai các bạn sẽ nhìn thấy đội hình của chúng tôi. Tôi quên chuyện qua rồi, giờ tôi chỉ tập trung vào huấn luyện viên Malaysia ngồi cạnh tôi đây. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Malaysia lúc 16 giờ ngày 24 tháng 8. Đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết U23 Đông Nam Á, gặp đội thắng trong cuộc so tài bán kết còn lại giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia.